được. Vâng. Xứng đáng với này, số tiền mình bỏ ra. Vâng vâng. Thế so với cái bộ dàn của chú thì chú thấy thế nào? Hay, bộ này hay đúng không? Nó vừa tiền đúng không? Vâng vâng. Lúc nào mà chú có thời gian thì có thể qua 133 Trường Lâm. Chú cháu mình giao lưu hát hò vài bài nước. Vâng, thay mặt công ty bên Gcam Thanh Số thì cảm ơn chú và gia đình rất nhiều. Chú và gia đình mạnh khỏe và ca hát vui vẻ trên cái bộ dàn này. Xin cảm ơn công ty. Dạ vâng vâng. Thì là cái hàng này chú được bảo hành 1 năm. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thì bên cháu sẽ hỗ trợ. Cảm ơn chú ạ. Xin chào các bác và anh em, trong buổi chiều nay ngày 22 tháng 9 năm 2022, anh em Gcam chúng em đang trên đường đi Quỳnh Phụ Thái Bình đây. Bàn giao một bộ dàn gồm có cặp loa G4000, đẩy D800, vang CM360, mic không dây VK999, một loa siêu trầm Monster Bass 30. Sau khi đến nơi, khi công lắp đặt xong thì các bác và anh em lại được khám phá ngôi nhà, thưởng thức cái chất âm của bộ dàn khi được phối hợp trong nhà bác khách. Trước mắt các bác và anh em vẫn là địa chỉ tin cậy quen thuộc 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội, Gcam Thanh Số. Bên em cam kết là không có hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Xin mời các bác và anh em cùng trải nghiệm cái hành trình buổi chiều nay của đội ngũ kỹ thuật Gcam chúng em. Em xin cảm ơn tất cả các bác và anh em. Hà Nội này mưa to quá các bác và anh em ạ. Đang rồi em đang đi trên quốc lộ 5, mưa trắng trời. Nhưng không sao, chính sự ủng hộ của các bác sẽ là cái động lực để anh em chúng em lên đường hoàn thành nhiệm vụ. Anh Cường cùng chờ đón trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa, khi có mặt ở Thái Bình thì các bác và anh em sẽ được thưởng thức cái chất âm của bộ dàn. Vâng, sau một hành trình thì anh em Gcam Thanh Số chúng em đang có mặt ở Quỳnh Phụ Thái Bình, thôn Mỹ Gia, Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ Thái Bình. Và đây là lối vào nhà chú Cương đấy. Chúng em vừa đến cửa nhà chú Cương. Mời các bác và anh em cùng tham quan ngôi nhà của chú Cương. Nhà quê rất yên bình, rất đẹp. Chú Cương trồng nhiều cây cảnh. Hôm nay chú Cương đã ủng hộ Gcam bên em một cặp loa G4000, đẩy D800, vang CM60 và một mic không dây VK999. Chú Cương cho cháu phỏng vấn một chút, là chú biết Gcam qua trang mạng xã hội hay là qua bạn bè thì anh em gì? Chú biết qua mạng xã hội. Dạ vâng. Lâu rồi, nay có cơ hội. Chú theo dõi lâu chưa? Chú theo dõi được lâu chưa? 5 năm. Vâng vâng. Bây giờ thì cháu sẽ xét đồ để cho chú thưởng thức cái chất âm của bộ dàn. Trước là chú dùng qua cái gì đây đúng không? Chú dùng qua bộ loa BMB đây. Vâng, chúng em đã hướng dẫn chú Cương cách sử dụng con vang CM360. Chúng em vừa đấu nối xong thiết bị. Chú ấn vào đấy xong chú vặn đi. Chú vặn tiếp đi. Vâng. Chú vặn. Chú vặn tiếp. Đấy, xong chú ấn vào. Chú ấn vào. Vâng. Thế nó kết nối với TV rồi, bây giờ chú chỉ cần bật bài hát lên. Bây giờ cháu bật bài hát lên là được. Sau đây mời các bác và anh em cùng thưởng thức cái chất âm của bộ dàn ạ. Đấy, chú tăng âm lượng lên. Không, hai kênh đấy là chú cứ để 50-50 thôi. Chú tăng cái đấy lên, vâng. Chú tăng nữa lên. Thôi, chú cứ tăng thế thôi. Đây, chú ra đây cháu hướng dẫn chú dùng qua cái điều khiển từ xa này. Thì điều khiển từ xa này thì nó tích hợp các chế độ hát karaoke đây, từ 1, 2, 4, 5, 6. Khi mà cháu đang kể chế độ 3 là thường thường các bác khách hát là echo với gì vập nó vừa. Còn chú muốn ấy thì chú muốn nhiều thêm thì chú chuyển sang 4, 5, 6, hoặc chú sẽ tăng ở kia. Cháu đang để là hình như là nó là có 4 mấy rồi. Còn đây là các cổng vào, AUX1, AUX2 thì chú cháu mình không dùng đến. AUX1, AUX2 là dùng cổng hoa sen, của Optical là cổng quang. Đây là cổng Bluetooth.
Còn đây là âm lượng của nhạc này, music cộng và music trừ. Music đây nhá, music cộng cho to to này. Còn đây là giảm này. Còn đây là âm lượng của mic này, cộng là to này, trừ là bé này. Đây là effect này. Thế thôi ạ. Giảm. Khi nghe thử một bài nhạc thì chú Cương có thể cho cháu cái đánh giá về cái chất âm của cái bộ dàn ạ? Rất là được. Vâng. Xứng đáng với này, cái số tiền mình bỏ ra là được. Vâng, vâng. Thế so với cái bộ dàn của chú thì chú thấy thế nào? Này, bộ này hay đúng không? Nó vừa tiền đúng không? Không hợp với túi tiền của mình. Vâng, vâng. Lúc nào mà chú có thời gian thì có thể qua 133 Trường Lâm. Chú cháu mình giao lưu hát hò vài bài, nước ạ. Thay mặt công ty bên Zcam Thanh Số thì cảm ơn chú và gia đình rất nhiều. Chú và gia đình mạnh khỏe và ca hát vui vẻ trên cái bộ dàn này. Xin cảm ơn công ty. Dạ vâng, thì là cái hàng này chú được bảo hành 1 năm. Trong quá trình sử dụng có vấn đề gì thì bên cháu sẽ hỗ trợ. Cảm ơn chú ạ.